Em xin lỗi, dì đã ra đi đột ngột và chỉ để lại vài dòng ngắn ngủi. Em đang rất hoang mang. Em thật sự không hiểu được chính mình nữa. Cái ngày mà em chờ đợi bao nhiêu lâu nay, ngày mà em có thể trả thù được cho mẹ, ngày mà em tận mắt chứng kiến được kẻ thù gục ngã, nhưng em lại không thấy một niềm vui nào ở đây. Không có sự mãn nguyện trong cảm xúc. Em chỉ thấy trống rỗng và rất buồn. Những lúc này em lại muốn ở một mình để suy ngẫm. Em biết với một lời cảm ơn vì những gì anh đã làm cho em là không đủ, nhưng em cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn anh từ tận đáy lòng.